Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Apple B, nhận token là Apple B nha các bạn. Thì đây là trang chủ dự án. Thì hiện tại thì dự án này đang có chương trình airdrop, là tham gia vào cái airdrop này các bạn sẽ nhận được là 1.000 tỷ token Apple B. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì hiện tại thì nó đã có mặt trên CoinMarketCap rồi nha các bạn. Nó đã list trên CoinMarketCap thì với giá hiện tại của nó là nhiêu đây, và nó cũng đã list trên sàn PancakeSwap rồi nha, đã list trên sàn PancakeSwap. Thì đây là contract của họ, tổng công của họ là 10 triệu tỷ nha các bạn. Holder 100 hơn 148.000 ví này. Thì giá trị của nó hiện tại đó là rất là cao nha các bạn. 1.000 tỷ tham gia vào airdrop này, nhận được 1.000 tỷ, 1.000 này. 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. 2,2 BNB các bạn ạ. Con số rất cao, giống con mini dot rồi đấy. Ok, thì nó sẽ với cái lượng tổng cung này 10 triệu tỷ thì nó sẽ đốt nhá. Nó sẽ đốt là 455.000 tỷ nha. Nó sẽ đốt một lượng con này nhá. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video. Các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn vào start để chơi với bot. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta là follow Twitter, like và vote tweet kèm với cái hashtag này, kèm và tag ba người bạn. Ok, các bạn copy lại cái đoạn hashtag là Apple B này giúp mình nhé. Sau đó các bạn nhấn vào Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn ấn phần vote tweet, tweet là bằng bình luận. Sau đó các bạn tag thêm ba người bạn vào đây giúp mình. Một này, hai này. Ok, sau đó các bạn xuống hàng, các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây. Đấy là Apple B nha, các bạn dán cái đoạn hashtag Apple B giúp mình nhé. Mình ghi thêm một từ nữa đi. Good bro, yes. Đấy. Sau đó các bạn ở phần tweet chúng ta đang là bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là follow trang Twitter liên kết với dự án và retweet lại pinterest. Các bạn vào banner Twitter. Thì nguồn Twitter liên kết với giá hôm nay đó là nguồn Crystal Tao nhé. Bạn nào chưa follow thì các bạn ấn nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn tìm lại cái bài viết về Android là Apple B đây, lúc ngày 16 tháng 7 này nhé. Các bạn tìm đến cái Android là Apple B nhé. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ một cách trực tiếp. Các bạn ấn vào retweet, retweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Telegram liên kết. Các bạn ấn vào banner channel. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay đó là nguồn Arab Ninja. Các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục join vào kênh group. Các bạn ấn vào group. Bạn nào chưa join vào group của Arab Ninja thì các bạn tiến hành join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là subscribe kênh YouTube của Arab Ninja. Các bạn ấn vào YouTube. Thì trên YouTube của Arab Ninja các bạn tiến hành đăng ký nhé. Sau khi đăng ký xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel của dự án. Các bạn vào channel, chúng ta tiến hành join vào kênh channel của Apple New. Ok, sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục join vào group của dự án Apple New. Các bạn ấn vào group, chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn nút chat. Sau đó thì các bạn ấn vào nút join airdrop. Tiếp theo đó các bạn ấn nút submit detail. Chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram. Thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây và gửi cho bot. Các bạn nhớ thêm 3 cộng vào trước nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Twitter. Thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn.
Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain BEP20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi chúng ta đã join vào tất cả các kênh liên kết chưa, thì các bạn nút Done. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết. Đợi mình tí nhé. Ok thì sau đó thì các bạn nó yêu cầu chúng ta điền lại cái link bài viết mà hồi nãy chúng ta chia sẻ kèm tag ba người bạn với lại cái hashtag Apple B ấy. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter nhé. Các bạn vào trang cá nhân từ Twitter của bạn, các bạn chọn một hồ sơ profile. Các bạn chọn qua phần tweet và reply. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Các bạn copy lại cái bài viết nha. Các bạn copy lại cái bài viết hồi nãy mà chúng ta chia sẻ kèm tag ba người bạn này với lại cái hashtag là Apple B này, thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn phần copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 1.000 tỷ token Apple B. Và dưới đây là link red của các bạn, các bạn copy lại link red đi tin thoại bạn bè. Thì việc tiền red thì đợi mình tí nhé. Ok, về việc tiền red thì nó chỉ là đua top red thôi các bạn ạ. Nhá. Nó đua top red thôi, thì những người nào mà top 300 red pro thì sẽ ăn chia là 5.000 tỷ token Apple B này nhé. Ok thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ là các bạn sẽ nhận được là 1.000 tỷ rồi. Ok. Bạn nào mà muốn đi đấu top red á, thì đi tiền red nhiều nhiều lên để ăn chia lại này. Nhưng mà về tiền red chắc mình không ham lắm đâu, mình làm xong thì mình sẽ nhận được là 1.000 tỷ rồi nha. Ok thì sau đó các bạn ấn vào phần balance này để check số dư. Ôi, nó bị lỗi các bạn ạ. Con bot nó bị lỗi rồi. Thì ở trên đây nó sẽ hiện trên đây phần balance dư chúng ta ở trên đây này. Đây nè. Unwrap tutor nè. Ok, sau đó thì về phần withdraw thì nó sẽ phân phối cho ông ta vào ngày 5 tháng 8 nhé. Vào ngày 5 tháng 8 nó sẽ phân phối cho ông ta. Ok thì tiếp theo đó thì mình sẽ về một cái unwrap nữa. Đó là unwrap trên trang chủ của họ luôn. Thì trên trang chủ của họ thì chúng ta sẽ nhận được thêm là 1 triệu token Apple B nhé. Thì cái link trên trang chủ thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em vào link thứ hai dưới phần mô tả. Thì sau khi anh em vào link dưới phần thứ hai dưới phần mô tả xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở phần này các bạn chỉ cần là điền lại cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn thôi, thì các bạn sẽ nhận được là 1 triệu token Apple B nha. Ok, thì các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn này. Sau đó các bạn dán vào cái ô này. Đấy, sau đó các bạn xác thực người máy. Sau đó các bạn vào phần Resend Unwrap. Ok. Thì sau khi các bạn ấn vào phần Resend Unwrap xong thì các bạn sẽ nhận được là 1 triệu token Apple B nhé. Thì phần này nó không phân phối liền cho chúng ta đâu, mà sẽ vào ngày 5 tháng 8 nó sẽ phân phối cùng với Unwrap luôn nhé. Này, Automatic Dispersion này. Thì có nghĩa là tự động phân phối nhé. Chương trình nó sẽ tự động phân phối Apple B tương ứng. Các bạn đáp ứng với yêu cầu này. Những người bạn được mời cần nắm giữ Apple B. Ồ, như vậy là chúng ta quy tắc nhận tiền thưởng tham gia sự kiện Unwrap điền vào chỗ trống với. Ok thì như vậy là chúng ta chỉ nhận được 1 triệu thôi các bạn. Còn về việc tiền red á, thì red phải mua con token Apple B này thì những cái người đi đầu thì mới nhận được token từ red. Như vậy là chúng ta chỉ cần là, thì bạn nào muốn đi tiền red thì cứ ấn vào nút sao chép này. Các bạn đi tiền thêm bạn bè, kêu bạn bè nhập lại cái địa chỉ ví vào đây, sau đó ấy vào thôi. Nhưng mà red của các bạn cần phải mua là 10 tỷ token Apple B thì bạn mới nhận được tiền từ red nhé. Thì chúng ta đây chỉ cần add vào cái địa chỉ ví thì chúng ta sẽ nhận được là 1 triệu thôi nhé. Unwrap này diễn ra vào ngày 17 tháng 7 này. Hai người làm việc đáp ứng yêu cầu tương ứng này. Ok thì các bạn cứ tham gia đi nhé. Ok thì như vậy là cái video các bạn cứ làm trên bot và các bạn vào web của họ, các bạn điền lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi nhé. Vậy là xong thôi.
trên bot thì nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 5 tháng 8 nhé. Ok, thì như vậy là bây giờ mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào Unwrap Apple Pay nhận 1 tỷ token Apple Pay. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.